Cô Thanh Kim Huệ đợi chú Thanh Điền về nhà, cầm tay mỉm cười rồi ra đi. Mới đây, trên kênh YouTube của mình, nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã tâm sự về cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vừa qua đời chiều qua ngày 23 tháng 12. Tôi rất buồn khi nghe tin cô Thanh Kim Huệ vừa qua đời chiều hôm qua. Thực ra tôi cũng đã biết chuyện cô bị bệnh hiểm nghèo được một thời gian rồi. Tôi từng gọi điện hỏi thăm chú Thanh Điền, chồng của cô, thì được biết cách đây 6 tháng cô đi khám bệnh và phát hiện bị ung thư đại tràng, nhưng lúc đó đã có dấu hiệu di căn rồi. Sau đó cô Thanh Kim Huệ phải mổ cắt đi một phần ruột bị ung thư. Gia đình và mọi người xung quanh đều hy vọng mổ xong sẽ diệt được tế bào ung thư đó. Nhưng không ngờ, sau khi mổ xong, sức khỏe của cô Thanh Kim Huệ yếu dần. Các tế bào ung thư di căn tới gan rồi tới phổi. Sau một thời gian chống chọi bệnh tật, cô đã không qua khỏi. Cách đây 3 ngày, bệnh của cô trở nặng. Gia đình phải đưa vào bệnh viện, nhưng bác sĩ không cứu chữa được và bảo đưa cô về nhà. Để cô có ra đi thì được ra đi ở nhà. Tới chiều qua, khi chú Thanh Điền đang đi quay phim thì người nhà gọi điện báo tin rằng cô đang hấp hối nhưng vẫn đợi chú về. Chú Thanh Điền vội vàng về nhà thì cô vẫn đang chờ chú. Chú tới cầm tay cô niệm Phật. Cô nhìn chú, mỉm cười nhẹ rồi ra đi. Từ lúc cô Thanh Kim Huệ phát hiện bị ung thư cách đây 6 tháng, chú Thanh Điền đã đông đáo chữa trị, tìm đủ mọi loại thuốc cho cô. Bạn bè chú từ nước ngoài đều cố gắng tìm các loại thuốc gửi về, nhưng căn bệnh đã di căn rồi, không thể nào cứu chữa được. Trong thời gian qua, các nghệ sĩ cải lương bên Mỹ đều hỏi thăm và mua thuốc gửi về cho cô Thanh Kim Huệ bồi bổ sức khỏe. Bản thân tôi cũng cầu nguyện, mong có một phép màu đến với cô để cô được khỏe lại, vì cô vẫn yêu nghề và mê được hát lắm. Cô có tâm sự rằng, hơn 50 năm vào nghề, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giải nghệ, luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe để gặp khán giả trong tâm thế tốt nhất. Tôi chỉ mong giữ được nguồn năng lượng ấy để hát đến ngày cuối đời. Tôi nghĩ tâm nguyện đó của cô đã hoàn thành, vì ngay lúc cuối đời, cô vẫn được hát, đứng trên sân khấu. Tôi còn nhớ, vào tháng 7 năm 2019, cháu Gia Bảo trong gia tộc cải lương nhà tôi có tổ chức mấy đêm diễn Lan và Điệp. Ban đầu, cô Thanh Kim Huệ không nhận lời vì cô từng thu âm Lan và Điệp năm 14 tuổi. Bây giờ đã có tuổi, lại chưa từng biểu diễn trên sân khấu. Bởi vậy nên cô không dám diễn dù rất muốn. Vậy mà, sau đó cô lại nhận lời và được khán giả hưởng ứng rất nhiều. Cách đây 6 năm, tôi có về Việt Nam và phỏng vấn trò chuyện với cô Thanh Kim Huệ. Cô coi tôi như người trong gia đình, tâm sự thật mọi thứ, không giấu giếm điều gì. Và mới vài ngày trước, chú Thanh Điền còn gửi tấm hình chụp buổi phỏng vấn ấy cho tôi, rồi nói: "Con ơi, mới đấy mà đã 6 năm rồi." Tôi nhìn bức ảnh mà không khỏi xót xa. Tiễn biệt cô.